tướng như cái bên gặp cái gì là bớt này, công nhận cái đấy là tôi thấy hết những cái là cái cổ mà nó hay hầu cái nó lên đâu ấy, nhưng mà bây giờ là hết. Hôm trước tôi đã nói rồi thì tôi thấy cái đấy không có, nhưng mà thực tế ra thì nếu có tiền mà nếu có điều kiện thì mình nên dùng là tốt. Cái tính tôi đã dùng ba luôn rồi, mới hết người tình. Chú là bị đột quỵ à? Thì tôi ở đây mà bây giờ dưới quê em nhỏ thì nó bị đột quỵ, nhưng mà tôi vô nhà thương nằm thì cô chỉ nhớ thì bà vợ mang như bệnh viện uống luôn. Dạ. Về trực tiếp ở nhà tôi uống hai lần bữa, uống như chú trên đó là một lần bữa ai mới uống về tôi uống lần lon thứ ba. Ba lon rồi đó. Ba lon mình biết á, nhưng mà tôi không dùng là dùng luôn vậy, chứ tại vì mình dùng cái lượng cỡ mà khi dư quý dư quý cô là giới thiệu người ta uống là không uống thì thâu uống là uống liên tục đó, chỉ cho nó dứt điểm, mà người ta đã dứt điểm thì chắc chắn là người ta sẽ tin được. Còn ví dụ lâu lâu cô chú có tiền mua lon thì cái kiểu nó không có có hiệu quả bằng cái cách chú uống liên tục, các cô chú uống liên tục trên ba lon. Chứ còn ví dụ như dù 2 tháng chú uống lon, 1 tháng chú uống lon, 3 tháng uống lon thì cái lon này nó không đủ cái chất lượng đó nha, nó tiếp xúc để cho nó lập lừa các cái chất bệnh ra, thì đâm ra thì mình lại cái hiệu quả của mình là không có. Mà không có thì cái anh bệnh này thì anh cứ nghĩ rằng là không có thấy gì hiệu lực. Nhưng mà chứng tỏ thì dù cái bệnh của chú uống 2 lần thuốc nó bớt, uống con lần thôi nó bớt được. Thì vậy ông nói chuyện tôi uống tôi không thấy bớt, nhưng là đã không uống mà uống là 3 lon trở lên thì mình mới thấy được cái lượng hiệu quả của mình. Mình giới thiệu người ta như thế. Ba gái của bác mà bên đi hết luôn rồi hả? Ừ. Gái thì tôi biết từ đó tới này không biết cái thứ gì mà tôi uống hết luôn, cho nên là có là mình đã giới thiệu. Mà cái đấy là mình phải nói thật vậy, chứ cũng uống như một lon thì không nên uống gì. Nó không đủ cái chất lượng, mà không đủ cái sự tiếp thu nó thì nó không đào thải được, thì tất nhiên là người đấy tôi uống rồi tôi không thấy gì đấy, là do là nó không đủ cái lượng. Nó cũng như bây giờ mình uống thuốc cảm thì người ta cho mình 2 ngày hay là 3 ngày là một liều của nó, một lần uống nó, nhưng mình uống các liều nó đâu có tác dụng gì cái sức. Cả nếu tôi cũng bớt uống mà tôi thấy có bớt gì đâu, chứ tại vì mình uống không đủ cái lượng của nó thì cái chất độc nó không đào hết, thì tất nhiên người ta là ảnh hưởng tới cái sự mình đi tuyên truyền người ta đấy. Cho nên tôi nói góp ý với chú với cô là nên góp ý người ta vậy. Đã cố gắng là mình tạo điều kiện mình nói cho kỹ họ, chứ không họ uống có nhiều khi họ nghĩ có ca tiền uống một lon hay họ nghĩ đủ cái 5-3 ngày hay là 5-3 tháng rồi họ có tiền họ mua lon đó, thì nó không có áp đáp dụng vào đâu, đúng không? Mà cái đấy tôi nói sự thật chứ không phải là tôi nói cái gì, đúng không? Thì giờ tôi nói giả sử cái điều thuốc cảm bình thường thôi, là nó cho chú là 1-3 nghỉ uống, mà chú nói giờ tôi có thể uống liều làm sao mà đủ cái liều của chú mình đã giải được cái bệnh của mình. Vậy cuối cùng tôi cũng mất cũng thuốc cảm á, tôi thấy cái hiệu lực gì đâu đấy, nhưng phải uống là 3 ngày đấy, thì nó mới có cái hiệu lực. Mà cái thuốc này sữa này nó cũng đúng như thế, chú khuyên người ta không uống đâu, mà nên uống là nên dùng 3 lon liền trở lên đấy, ít lắm phải 3 lon để gì giờ nó cái chất độc của mình đâu phải nói vậy chứ. Tôi là không phải nhà sáng chế ra, tôi nghĩ đây tại vì cái lượng độc của mình đã quá nhiều, thì hôm nay chú một lượng nhỏ nó không có áp dụng đủ cái chất lượng, mà nó lãng phí đồng tiền. Mà khi cái 2 tháng 3 tháng chú một lon thì cái nó càng lại sai nhầm. Tôi cũng